Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy An Thành Phát Tăng Nguyên nha mọi người. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô xe Winner V3, Winner X GTR Rider Sage Sonic cho anh chị và các bạn ha. Các bạn mình chịu khó mình xem kỹ trong clip này nha. Đồng hành giới thiệu mình trong hôm nay thì có anh Thống sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn ha. Mời anh Thống ạ. Dạ chào anh chị các bạn ạ. Dạ lần đầu tiên em giới thiệu cho xe V3 phiên bản CB thường. Này có giá là 42 triệu anh chị ạ. Dạ. Đó, Winner V3 là một bản mới ra. Rồi, hiện tại thì có đủ màu, màu đỏ, màu xám, màu trắng đen. Nói chung là đầy đủ tất cả của cái phiên bản Winner V3 tại cửa hàng. Các bạn nào mua thì các bạn cứ liên hệ số điện thoại bên trên. Rồi. Dòng này mình mua trả góp sao anh? Mình trả góp thì tầm cỡ mình đưa trước tầm cỡ 3 triệu đến 5 triệu là ok rồi. 3 triệu, thủ tục dạ. Như thế nào anh? Mình chỉ cần chứng minh hoặc bằng lái. Chứng minh với bằng lái là ok rồi. Là một chỉ cần trong căn cước không đúng không? Dạ. Rồi, về Winner X thì hiện tại giá sao anh? Winner X hiện tại có giá là 36 triệu anh chị ạ. À, Winner X thì hiện tại dạ. 36 triệu đối với bản thường. Dạ. Còn bản ABS thì bao nhiêu? Bản ABS là 37 triệu anh chị. À, 37 triệu. Dạ. Dòng này thì mua xe không trả trước luôn đúng không? Dạ, cái dòng Winner X này thì mình mua xe bên em hỗ trợ hết, không cần trả trước. Dạ. Rồi, ok. Tiếp tục là một phiên bản GTR cho anh chị và các bạn ha. GTR thì hiện tại có đầy đủ nha, màu zin, màu độ gì có đủ hết nha mọi người. Dạ, đủ màu hết. Này là màu zin nguyên bản, mà xe mới nhập về. Xe này có giá là 51 triệu anh chị. Mình này là màu zin nguyên bản. Dòng xe này là nhập khẩu từ nguyên chiếc từ Indo về anh chị, GTR. Nó là dạng thuộc dạng là V2. Trả góp sao anh? Trả góp mình đưa trước 5 triệu đến 7 triệu là ok rồi ạ. Rồi ok. Dạ. Rồi, ad 150. Ad 150 này có giá là 43 triệu anh chị. 43 triệu. Bên cửa hàng em là đầy đủ các loại màu nguyên bản hay hoặc là màu 3D, màu lên màu, độ màu. Anh chị mua thích màu nào thì cứ liên hệ fanpage của em thì em sẽ chụp hình và gửi cho anh chị. Dạ. Rồi, đó cũng màu GTR màu đen bóng nè. Rồi, ad 155 đi anh. Dạ, ad 155 này phiên bản mới thì có giá là 51 có giá là 47 triệu anh chị ạ. À, bản cao cấp đúng không? Dạ, cao bản cấp. Tiêu chuẩn à? Tiêu chuẩn. Ờ bản này tiêu chuẩn là bao nhiêu tiền? Dạ. Bản tiêu chuẩn nhưng không phải bản cao cấp đâu. Dạ, tiêu chuẩn này có giá là 44 triệu anh chị. Có 4 triệu. Dạ. Bản cao cấp là 47 đúng không? Dạ. Rồi, về dòng Rider. Rider Sage thì bên em rất là nhiều màu. Màu 3D, màu màu sơn 3D hay màu zin. Anh chị thích màu nào thì cứ liên hệ với em. Bây giờ là Rider. Này là Sage. Màu vàng, đen. Thì bên em có giá là 51 triệu 500 anh chị ạ. Ví dụ anh chị nào mua liên hệ trước bên em thì bên em sẽ giảm giá, sẽ hỗ trợ tiền xăng, chi phí đi lại cho anh chị từ 500 đến 1 triệu anh chị ạ. Dạ. Rồi về dòng Rider anh. Dạ, Rider này nó có giá là 46 triệu anh chị. Dạ. Đó, Rider thì có đầy đủ phiên bản màu xanh bạc nè, màu đỏ bạc nè, rồi màu đỏ đen nè. Đó là những phiên bản màu Rider mẫu mới nhất, đặc biệt là có phiên bản độ màu màu trắng hồng nè. Thì hiện tại giá là 47 triệu mọi người là mua xe thì có cần trả trước không anh? Dạ, Rider mình trả trước từ 5 đến 7 triệu là bên em lên hồ sơ ok à anh chị ạ. Rồi. Dạ. Ở xe kia thì nãy đâu có báo rồi, đủ các màu cả. Rồi mình chuyển qua Sonic đi. Dạ, Sonic. Này là màu xanh. Này xe 3D. Sonic bên em cũng rất là nhiều màu. Thì anh chị cứ thích màu nào cứ liên hệ với em. Thì xe màu con này có giá là 51 triệu 500 anh chị ạ. Dạ. Xanh đỏ. Dạ. Rồi, còn đỏ Candy. Đỏ Candy cũng như thế, 51 triệu 500 anh chị. 51 triệu 500. Trả trước thì của Sonic thì sao anh? Trả trước Sonic thì tầm cỡ từ 5 đến 7 triệu cũng là ok rồi. Mình chỉ cần chứng minh hoặc là sổ hộ khẩu, chứng minh thẻ căn cước hoặc là bằng lái là ok rồi. Đó, Sonic này. Đủ các màu cả. Hay là mình quay đại diện một số mẫu thôi. Anh em nào mua những mẫu nào thì mình có thể là liên hệ qua số điện thoại cho. Để mà mình được hỗ trợ nhanh nhất ha.
Rồi chắc là mình sẽ kết thúc clip về Rider Sapphire Sonic rồi Ad Winner. Các bạn nào mua thì mình liên hệ qua số điện thoại bên trên để mà được hỗ trợ nhanh nhất nha. Rồi ok, chào mọi người. Dạ, xin chào.